sống theo với đời sống của bài hát đó, bởi vì nó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta những hình ảnh và những kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời chúng ta đã trải qua. Thành thử ra xin mời quý vị hãy cùng với Y Lan đi lui lại với kỷ niệm của cái thời Y Lan mới bắt đầu đi hát, đến với quý vị với một mái tóc tém. Đó, thì tóc tém đó, tiếng Pháp thì gọi là demi-garçon, à la garçon hay là demi-garçon. Thì bây giờ bài hát này nhạc sĩ Phạm Duy đã viết để nói về một cô bé có mái tóc demi-garçon mà cô ấy lại là Bắc Kỳ nữa. Nó giống Y Lan ngày xưa lắm. Xin mời quý vị nghe Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của nhạc sĩ Phạm Duy. Cảm ơn quý vị.